Thái Lan. Mạnh giỏi chứ? Mình khỏe. Nè, hành lý để ở trong rồi, tối nay vô ngủ nha. Còn anh? Tôi thiếu gì chỗ ngủ. Còn nhớ tấm hình này không? Cả đám người, kẻ thì chết, kẻ thì ở tù, kẻ thì nghiện ma túy. Chỉ còn anh vẫn đẹp trai như thường. Anh cũng đâu có tệ cô hồn như xưa ha. Chút đỉnh thôi. 6 năm rồi hả? Ở lại Thái Lan 6 năm. Anh Khang, cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh thì dễ gì mà về được. Đừng có vậy mà, nói chuyện gì đâu không à. Không nhờ anh á, tôi đã chết từ đời nào rồi. Quay lại nói gì đây, cặn. À được. Sẵn đây mới nói hả? Quán cà phê Cửu Long này, tại sao phải đặt tên là cà phê Cửu Long? Cửu Dương Long đóng tiền khai trương. Hả? À, anh ở lại đây là chuyện đương nhiên rồi. Đừng có nói chuyện tào lao nữa. Cạn đi. Đại ca, thằng Long đi, lãnh đủ rồi. Thằng Phi Dịch thằng lại đã chết. Ok Long,
cho tao biết bây giờ mày ở đâu, tao cho người ta rước mày. Đừng có đi đâu nha. Chịu bỏ hết thì đỡ rồi. Còn làm được gì nữa? Chào anh Khang. Để tôi giới thiệu anh Long, bạn của tôi đó. Chào Long. Xin chào anh Long. Chào Long. Còn nhớ Thi không? Ông con đó. Chị nhớ hay không vậy? Chào quá không gặp. Chào Long. Chào anh Long. Dạ làm việc đi, làm việc đi, làm việc đi. Chào Long. Làm việc đi. Bốn cô à, ăn gì đi? Vừa mới làm hả? Đúng vậy. Đẹp trai cho phần điểm tâm y. Một ly nóng đút lưỡi. Nghĩa là gì đi? Bốn phần điểm tâm y, một ly nóng đút lưỡi. Bốn phần điểm tâm y không thành chỉ đi. Coi nó kìa. Phần trên nó cũng đẹp trai, phần dưới thì uổng quá đi, đi cợt nhất. Đâu có phải cũng đẹp trai lắm chứ. Qua đây ngồi nè. Kiếm gì đổ vô đi. Chào chào. Xin chào. Chào mấy cô ca. Sao cũng vậy. Ăn gì? Điểm tâm. Cô ca. Tôi cũng vậy. Ngồi lên. Bi, coi kìa. Mấy con nhỏ đó coi cũng được chứ. Đúng vậy. Đẹp quá trời. Ngồi trắng bắp hồng thả quá hả em à. Giở cái chân cao cho coi. Giở cháy cho mày. Giở cho mày. Giở cho mày. Đây. Bắt đầu. Làm gì? Cầm hết rồi sao? Chào hỏi đi. Cửa đổ Văn Long đại ca. Anh Long mà nghe được tin của anh á, em lập tức qua đây. Đúng anh lãnh đủ ở Thái Lan. Anh Quả Sơn kêu qua giúp, em lập tức qua liền. Nhưng mà em vào trước. Nếu anh về làm trả về nguyên quán. Nguyên quán chỗ nào? Làm bồi hả? Muốn làm không? Anh Long mà được có chơi em à? Thì sao là của Văn Long? Sao hồi nãy mày chơi anh thì cần nhớ. Em thì muốn theo anh đó. Đừng có giỡn chơi. Không phải đâu em. Cho nó bộ đồ đi. Nếu không thì đi. Vậy em đi. Anh tóc dài. Dạ. Phải. Quên mất chuyện này. Là phiền anh. Cái đám màu cam màu xanh màu vàng lên hết giùm tôi đi. Cảm ơn. Vậy nghe rõ anh Long. Màu xanh màu cam màu vàng. Tất cả ra ngoài. Đi. Đúng đi. Rồi. Đi. 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 Đâu quánh tao bay nữa. Bây giờ bà đúng đúng rồi mà. À, khách quen mà. Tẩy. Ngồi xuống gọi Dũng đi. Anh Long, tụi em thì là muốn theo anh lắm đó. Tôi đã nói không chơi nữa. Vậy thôi tụi em đi về nha. Anh Long, nếu có chuyện gì kêu tụi em. Em về nhanh Long. Về nhanh Long, xin phép anh Khang. Đợt này là đợt thứ tư tôi kiếm ảnh rồi. Tao nhớ mặt bọn họ là băng hoàng tử tâm ứng. Gì hả? Ê, Long, bye bye. Ê, sao đứa bay còn chưa về? Thì đi về đi, nếu không tính tiền thêm giờ đó. Đi mau đi, về đi. Tối rồi đi về đi, bye bye. Đi về đi. Bye bye. Tụi nó đóng đồ ở đây, quen rồi. Vậy hả? Nè nè, còn chưa tới giờ mà sao đóng cửa vậy? Không phải đâu, qua 20 giờ rồi. Cô nè, còn thiếu một phút nữa. Người đẹp là cô hả? Ngày nào cũng tới trễ, mai tới sớm nha. Tôi vô kết sổ hả? Ok, mai tới sớm nha. Chuyện gì? Nếu không phải tại anh, tôi đã vô kịp rồi. Sao hả? Ê cô hai. Gì? Làm đất đồ kìa. Rồi sao? Cô làm đất tặng thuốc trước cửa tôi kìa. Chào anh đó. Cảm ơn đi. Quay. Bye bye. Đi mà đi. Nhanh lên. Mày gia nhập xã hội đen, tối ngày chỉ biết đánh lộn. Mày cứ gây chuyện hoài, đừng có về đây nữa. Mày cút mau đây. Đi đi. Chuyện lung tung gì chứ? Có chuyện gì cũng lãnh hết, không dư sức sao? Dư sức? Mày dư sức à? Mày gặp chuyện gì cũng nhờ bạn bè của mày giúp đỡ mày thôi. Cũng nhờ tao giúp đỡ cho mày. Mày ganh ghét đâu có nổi. Mày cút đi.
Anh em cũng nhờ của nó mà, còn không dư sức sao? Quay. Con à, ba đã gần đất xa trời, bác sĩ nói chỉ có thể sống thêm 2 tuần là đủ. Bà thấy con không thể nào về Hồng Kông để gặp ba lần cuối nữa. Nhưng mà bà muốn cho con biết, bà đã tha thứ cho con. Dù sao đi nữa, bà cũng là ba của con. Còn nữa, bà biết con sẽ có một ngày quay trở về với ba của con. Hành tây cay lắm hả? Không liên quan tới hành tây. Tôi hỏi thật thiệt đó.